Chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em sẽ làm cái video về nuôi chuồn quế tự nhiên, không có thời gian chăm sóc. Đây các bác này, em chỉ nuôi một con bò đó nhé. Phân bò đây. Đây trao đổi với các bác là do không có thời gian cho chuồn ăn á, vậy là em đổ phân ra đây nhé. Đây nha các bác nhé. Đấy, đổ phân này. Đấy. Quay cho các bác thấy cái đống phân đây. Do không có cái thời gian cho chuồn ăn thì em sẽ chỉ xúc phân ra đây đổ thôi. Các bác thấy không? Rồi, còn cho các bác xem đây là cái đống phân này sau cái chuồng bò của em đây. Đấy. Do đây là không có cái em không có cái thời gian nuôi và cũng không có cái chuồng có mái che nuôi đấy, em chỉ thả chuồn vào cái đống phân để cho nó ăn tự nhiên thôi. Rồi bây giờ cho các bác xem nhé. Đây em cho các bác xem chuồn này, các bác thấy chưa? Đấy, đây này. Đấy, các bác thấy con chuồn chưa? Nhiều chưa? Đấy các bác thấy không nè. Đấy. Đấy nhá. Cho các bác xem đây này. Khi nó ăn rồi đây này. Đó. Các bác thấy con chuồn to không? Đấy. Rất nhiều nha các bác nhá. Đấy, đây này. Đấy, trong là rất nhiều nha các bác nhá. Đây là chỗ này thành phân rồi đây này. Đó. Các bác thấy chưa? Đó, đây là còn phân tươi em mới đổ đây nhá. Đây, cho các bác xem này. Chỗ này là cỏ con mọc ở đây các bác này. Đấy, do em để tự nhiên ngoài chờ đây nhá. Đây, cho các bác xem luôn này. Đấy, các bác thấy chưa? Con chuồn của em to chưa? Đấy. Đây nhá các bác nhá. Em đây này, cây đây này. Đấy, các bác thấy chưa? Trong đống phân đấy. Đây cây này là cây mồng tơi đây, cái rau mồng tơi đấy các bác. Đây nha, nó mọc ở đống phân đấy em. Đây này, chia sẻ cho các bác xem luôn. Đấy, giun ở dưới gốc này các bác này. Đấy, thấy chưa? Đấy, chuồn đây này, các bác thấy chưa? Đó, do em ấy là không có, thứ nhất là chuồng không có mái che, em không làm được chuồng và cũng không có cái thời gian để cho chuồn ăn theo như là chúng ta nuôi mà có mái che. Đấy các bác thấy chưa, này luôn này. Đây này, cây cỏ mọc lên nhưng mà ở dưới này là toàn chuồn không à. Đấy các bác nhìn thấy không? Đấy, đó chuồn đây này. Đó. Đây là một góc nha các bác nhé. Còn đây, cho đổi các bác đây, cỏ mọc đây này, cây cỏ mọc đây. Để em nhổ cái bụi cỏ này.